VN YouTuber xin chào quý vị và các bạn. Thưa các bạn, tháng 9 năm ngoái, Việt Nam đã trưng bày mẫu tên lửa tự sản xuất KCT15 trong dịp Đại hội Đảng bộ quân đội. Lúc đó, báo chí trong nước nhận định dựa trên hình dáng kích thước, tên lửa này rất giống với tên lửa chống hạm Cast 35 UranE của Nga. Sự xuất hiện của mẫu KCT15 khiến những người quan tâm đến công nghiệp quốc phòng nước nhà hết sức vui mừng. Đến nay, xoay quanh việc Việt Nam tự sản xuất tên lửa lại có thêm những thông tin mới đó là Việt Nam đã chuẩn bị sản xuất đại trà với số lượng hàng ngàn quả tên lửa loại này. Hôm mùng 9 tháng 6 năm 2015, trang mạng Defense Blog, một trang mạng chuyên về quốc phòng của Ukraine cho biết Việt Nam dự định sẽ sản xuất đến 3.000 quả tên lửa chống hạm KCT-15. Defense Blog dẫn nguồn tin từ tập đoàn tên lửa chiến thuật Nga, gọi tắt là KTRV, cho biết tập đoàn này đã chuyển giao cho Việt Nam ít nhất 3 mẫu thiết kế tên lửa với các biến thể khác nhau theo yêu cầu của Việt Nam. Hiện chưa rõ tỷ lệ góp vốn của Việt Nam là bao nhiêu, nhưng nguồn tin cho biết số lượng tên lửa được sản xuất tại Việt Nam sẽ rất lớn, lên đến 3.000 quả KCT-15. Ngoài ra Việt Nam cũng có quyền xuất khẩu loại tên lửa này sang nước thứ ba như tên lửa Brahmos của Ấn Độ. Defense Blog nhận xét rằng, có thể dễ dàng nhận thấy KCT-15 được ra mắt với hình dáng bên ngoài rất giống với tên lửa 3M24E hay còn gọi là KH-35 uran -E của Nga. Sau khi xuất hiện thông tin từ năm 2013 về việc Việt Nam sẽ nhận chuyển giao công nghệ của Nga để tự sản xuất tên lửa KH35 ở trong nước thì nguyên mẫu đầu tiên của loại tên lửa do Việt Nam tự sản xuất cuối cùng cũng đã chính thức xuất hiện. Theo một số chuyên gia quân sự, tên lửa KCT15 của Việt Nam có thể sẽ được áp dụng các công nghệ mới của loại tên lửa Uran UE. Điểm đáng chú ý của tên lửa Uran UE là được trang bị một cơ chế dẫn đường mới bằng cách bổ sung thêm phương pháp dẫn đường bằng vệ tinh đồng thời nó được tối ưu hóa và quỹ đạo. Nhờ vậy, mặc dù tên lửa và đầu đạn có kích thước không thay đổi, nhưng tầm bắn của uran ue lên đến 260 cây số, tức là gấp đôi so với tầm bắn 130 cây số của Kh-35. Riêng đối với tên lửa KCT-15 của Việt Nam, đã xuất hiện thông tin nói rằng tầm bắn của tên lửa được nâng lên 300 cây số và mang theo đầu đạn nặng 300 kg. Như vậy là tăng rất nhiều so với tầm bắn 130 cây số và đầu đạn 145 kg của tên lửa Kh-35 để mang các đầu đạn nặng hơn gấp đôi so với tên lửa KH-35 và lại đi quãng đường gấp đôi so với tên lửa KH-35 thì chắc chắn kích thước tên lửa phải được mở rộng để có thêm không gian chứa nhiên liệu và đầu đạn. Động cơ của nó cũng phải mạnh mẽ hơn và lớn hơn mới đủ sức đáp ứng. Như vậy, tên lửa chống hạm KCT-15 của Việt Nam sẽ sử dụng động cơ mới của loại tên lửa Uran UE để có thể bay xa được từ 260 đến 300 km và sẽ phải được tích hợp thêm thuật toán dẫn đường tiên tiến sử dụng định vị vệ tinh để đạt độ chính xác cao. Thưa các bạn, trên đây là những thông tin do mạng Defense Blog của Ukraine dẫn nguồn từ tập đoàn tên lửa chiến thuật Nga. Nếu thông tin này là hoàn toàn chính xác, thì trong vài năm tới, kho tên lửa của Việt Nam sẽ được bổ sung rất dồi dào để đảm bảo phòng thủ. Bởi lẽ hiện nay, tên lửa chống hạm của Việt Nam phải nhập khẩu nên số lượng còn khá ít ỏi. Nói chung mới chỉ có khoảng 200 quả KH-35 trang bị cho các tàu tên lửa, 100 quả KH-31 trang bị cho Su-30, 50 quả Club S trang bị cho tàu ngầm và 40 quả Iacon trang bị cho tên lửa đất đối hạ Baston P. Điểm đáng chú ý thứ hai là Defense Block nói rằng phía Nga đã chuyển giao ít nhất 3 mẫu thiết kế cho các phiên bản khác nhau của loại tên lửa KCT-15. Như vậy có thể hiểu là tên lửa KCT-15 do Việt Nam sản xuất có thể gồm các phiên bản phóng đi từ tàu mặt nước, từ máy bay và từ đất liền. Về vấn đề nâng tầm bắn lên 300 km và tích hợp các công nghệ dẫn đường hiện đại hơn tên lửa k 35 nếu đó là sự thực thì là một điều quá tốt. Nhưng nếu KCT-15 chỉ có các thông số kỹ thuật ngang với tên lửa KH-35 thì cũng đã là một điều rất tốt đối với sự nghiệp quốc phòng của Việt Nam hiện nay rồi. Bởi lẽ tự sản xuất theo dây chuyền công nghệ được chuyển giao sẽ rẻ hơn rất nhiều so với nhập khẩu nguyên chiếc. Tự chủ được sản xuất sẽ dẫn đến tự chủ được số lượng và từ đó chủ động được chiến lược chiến thuật tác chiến của mình. Bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.